nới lỏng nhưng không buông lỏng công tác phòng chống dịch Covid-19, tiếp tục tăng cường lực lượng, siết chặt các chốt kiểm dịch liên ngành. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố với các sở ngành, quận huyện vào cuối giờ chiều qua nhằm tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo tại cuộc họp, Đà Nẵng đến nay đã có 142 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện, còn 16 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số F1 hoàn thành cách ly là 2.576 người. Thành phố cũng đã tiếp nhận và cách ly 131 trường hợp về từ vùng dịch. Tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch tiếp tục được đẩy mạnh. Tỷ lệ cam kết khai báo y tế và cập nhật mức độ an toàn COVID-19 tại các khu công nghiệp có nhiều tiến triển. Hoạt động của các chốt kiểm dịch liên ngành tiếp tục được siết chặt nghiêm ngặt. Nhiều ý kiến đề xuất ra soát hơn nữa công tác phòng chống dịch COVID-19 sau nới lỏng, nhất là tại các hàng quán ăn uống, các nhà hàng lớn, đề xuất thành phố xem xét nới lỏng thêm một số hoạt động thiết yếu khác, có phương án mở giãn cách đối với các chợ trên địa bàn. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Nam biểu dương nỗ lực của các sở ngành quận huyện thời gian qua. Tuy Đà Nẵng tạm kiểm soát được dịch nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan lơ là. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cấp ngành siết chặt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các trường hợp về từ vùng dịch. Nếu lọt trường hợp về từ vùng dịch mà không phát hiện thì địa phương đó chịu trách nhiệm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Nam nhấn mạnh: Hiện nay chúng ta tiếp tục quản lý một chặt chẽ tại các chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh. Cho đến khi các địa phương các vùng dịch hết thực hiện theo chỉ thị 15, 16 trong trường hợp cần thiết thì công an thành phố chủ trì phối hợp với sở y tế các đơn vị liên quan đánh giá lại đề xuất cái việc kiểm soát các phương tiện cá nhân mà thường xuyên qua lại các chốt ở cửa ngõ thành phố đà nẵng cũng như là quảng nam Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế tăng cường công tác phòng chống dịch trong trường học. Các sở ngành nghiên cứu đề xuất để thành phố tổng hợp xem xét việc mở thêm các hoạt động thiết yếu thời gian tới.